Kính thưa quý vị, do hình thế gây mưa ở các tỉnh thành miền Bắc trong những ngày qua đã suy yếu, vì vậy các tỉnh thành Bắc Bộ mưa chỉ còn diễn ra ở diện rải rác một vài nơi, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây Bắc và một số các khu vực ven biển với đêm và sáng. Còn ban ngày, thời tiết phổ biến tạnh ráo không mưa, trời sẽ có nắng, với mức nhiệt ban trưa có thể tăng lên ngưỡng cao nhất là 36 độ. Sau đó, sang đến ngày mai, ngày 30 tháng 6, các tỉnh thành Bắc Bộ do nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần, nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng cao. Trời khá oi nóng, có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Từ khoảng đêm ngày 1 tháng 7 trở đi, nhiều khả năng các tỉnh thành miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rào và dông lớn trên diện rộng, tập trung tại các tỉnh thành khu vực Trung Du và vùng núi, khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Ở miền Trung, cũng do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thành khu vực này. Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6, nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng dọc các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Từ ngày 3 tháng 7 trở đi về chiều tối, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa rào rải rác, tập trung nhiều hơn tại khu vực phía Nam. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam nên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông trong những ngày tới. Cục bộ có mưa to đến rất to, mưa thường diễn ra về chiều tối và đêm, còn ban ngày phổ biến sẽ có nắng. Với mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 29 đến 32 độ và trong khoảng từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ, ở miền Đông có nơi trên 34 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 6. Ở khu vực Hà Nội, dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt từ nay đến hết ngày 1 tháng 7. Nhiệt độ ban ngày ở mức cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ, có nơi sấp xỉ lên đến 37 độ. Dự báo từ khoảng ngày 2 tháng 7, nắng nóng sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, nhiệt độ cũng tăng nhẹ khoảng 2 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 34 độ trong ngày hôm nay ngày 29 và khả năng duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7, nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 2 độ. Mưa có khả năng diễn ra về chiều tối trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7. Ở khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, nhiệt độ ban ngày tăng thêm khoảng 3 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 34 đến 37 độ trong ngày hôm nay ngày 29. Từ ngày mai, ngày 30 đến ngày 1 tháng 7, nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng lần này duy trì đến hết ngày 2 tháng 7. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể giảm khoảng 4 độ. Thời tiết phổ biến tạnh ráo không mưa, ban ngày trời nắng nóng có thể duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7, ở khu vực này khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Với khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, nhiệt độ ban ngày cũng tăng nhẹ khoảng 2 độ, lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 33 đến 34 độ trong ngày hôm nay ngày 29 tháng 6. Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6, nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Nắng nóng diễn ra đến hết ngày 2 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có xu hướng giảm ở mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Từ nay đến ngày 2 tháng 7 sẽ không có mưa. Lưu ý trong khoảng thời gian từ chiều tối ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 thì khu vực này khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Ở khu vực Hải Dương, Hải Phòng, nhiệt độ ban ngày cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 34 đến 37 độ. Mưa nhỏ rải rác có thể diễn ra ở một số ít các khu vực. Từ ngày 3 tháng 7, khả năng khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa to đến rất to do ảnh hưởng bởi rãnh thấp gây mưa. Ở khu vực Thái Nguyên và một số các khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày cũng tăng khoảng 2 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Cao điểm nắng nóng sẽ diễn ra từ ngày mai, ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7. Nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Từ nay đến ngày 1 tháng 7 sẽ không có mưa. Trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7, ở khu vực này khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Với khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, do ảnh hưởng bởi rãnh thấp, dịch chuyển lên phía Tây Bắc, mưa vừa mưa to sẽ diễn ra rải rác trong đêm nay ngày 29 tháng 6. Cục bộ khả năng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sang đến ngày mai, ngày 30 tháng 6, mưa sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7, mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Ở khu vực Lào Cai, Yên Bái, nhiệt độ ban ngày tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức cao nhất trong ngày, trong khoảng từ 33 đến 36 độ.
Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Từ ngày 2 tháng 7 trở đi, nhiệt độ ban ngày có thể giảm xuống mức cao nhất trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Mưa nhỏ, mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác tại một số các khu vực với đêm và sáng. Từ ngày 2 tháng 7, thì khu vực này khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Ở khu vực Sơn La, nhiệt độ ban ngày có thể tăng thêm khoảng 2 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 33 độ đến ngày 1 tháng 7. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm khoảng 3 đến 4 độ. Dự báo, từ khoảng ngày 1 tháng 7, ở khu vực này khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Với khu vực Điện Biên, Lai Châu, trạng thái mưa rông rải rác sẽ còn lặp lại trong những ngày tới. Mưa thường diễn ra về đêm và sáng với nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn với đêm nhiệt độ xuống thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 6 và dự báo xa hơn cho 10 ngày tới. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ ban ngày có xuống tăng khoảng 3 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 34 đến 37 độ. Dự báo thời tiết định giám không mưa, ban ngày trời nắng nóng có thể duy trì đến khoảng ngày 3 tháng 7. Từ ngày 4 tháng 7, nhiệt độ có xuống giảm khoảng 2 độ. Dự báo từ khoảng chiều tối ngày 3 sang đến ngày 4 tháng 7 thì khu vực này khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Ở khu vực phía Nam, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế về chiều tối có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Tuy nhiên, mưa cũng sẽ giảm hơn so với những ngày trước đó. Nhiệt độ cũng có xuống tăng nhẹ khoảng 2 độ lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 34 đến 35 độ và duy trì đến hết ngày 2 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ có xuống giảm khoảng 3 độ do ảnh hưởng bởi một đợt mưa rào và dông. Mưa sẽ gia tăng từ ngày 2 cho đến ngày 3 tháng 7. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 6. Với khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Về chiều tối, có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào ở diện rải rác một vài nơi. Tuy nhiên với lượng mưa là rất ít và thời gian diễn ra mưa cũng rất ngắn. Nắng nóng gay gắt sẽ gia tăng và ảnh hưởng trong 2 ngày, ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7, với nhiệt độ ban ngày có thể tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Sau đó, từ khoảng ngày 3 tháng 7, ở khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa rông mới, đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực cũng có xuống giảm khoảng 2 đến 3 độ. Với khu vực Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ ban ngày có xuống tăng khoảng 2 độ, lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất có thể đạt ngưỡng 37 độ. Sau đó, từ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ có xuống giảm nhẹ. Mưa nhỏ, mưa rào có thể diễn ra ở diện rải rác một vài nơi tại khu vực này. Ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày ở mức cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ và duy trì đến hết ngày 4 tháng 7. Từ ngày 5 tháng 7, nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 2 độ. Về chiều tối, có thể xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, tuy nhiên với lượng mưa là rất ít và thời gian diễn ra mưa cũng rất ngắn. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 6. Ở khu vực Gia Lai, Kon Tum với nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức cao nhất trong khoảng từ 29 đến 31 độ và duy trì đến khoảng ngày 2 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ có thể giảm khoảng 2 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ, mưa rào có thể diễn ra ở diện rải rác một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng và mở rộng từ ngày 3 tháng 7. Các khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Cao điểm nắng nóng sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 7. Nhiệt độ ban ngày có thể tăng mạnh lên ngưỡng cao nhất trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ, mưa rào nhẹ có thể diễn ra ở diện rải rác một vài nơi, tuy nhiên với lượng mưa là rất ít. Từ ngày 3 tháng 7, ở khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa to mới. Trong mưa dông, bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài trong nhiều ngày sau đó do ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 6. Với khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ ban ngày có xuống tăng khoảng 2 độ, lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 32 đến 34 độ, cho đến hết ngày 2 tháng 7. Từ ngày 3 tháng 7, nắng nóng có xuống giảm nhẹ. Ban ngày thời tiết phổ biến định giáo không mưa, trời sẽ có nắng đan xen. Đến buổi chiều và chiều tối, mưa nhỏ, mưa rào cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to.
Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An và khu vực Tiền Giang, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức cao nhất trong khoảng từ 30 đến 34 độ, duy trì tới khoảng ngày 3 tháng 7. Về chiều tối xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào rải rác. Ở khu vực Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ trong ngày hôm nay ngày 29. Từ ngày mai, ngày 30 đến ngày 2 tháng 7, nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất có thể đạt ngưỡng 35 độ. Từ ngày 3 tháng 7, nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên sẽ gây ra một đợt mưa vừa, mưa to về chiều tối cho các tỉnh thành khu vực này. Ở khu vực Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, nhiệt độ ban ngày ở mức cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, nhiệt độ có thể tăng mạnh lên mức cao nhất là 34 độ. Về chiều tối, xuất hiện mưa rào và dông, còn ban ngày thời tiết phổ biến sẽ có nắng gián đoạn. Ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, nhiệt độ ban ngày tăng thêm khoảng 1 độ, lên mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Từ ngày mai, ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, nhiệt độ ban ngày khả năng tăng mạnh lên mức cao nhất là 34 độ. Từ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Về chiều tối xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào rải rác và thường xuyên lặp lại trong những ngày sắp tới. Trên biển, ở khu vực vùng biển phía Bắc Biển Đông, trong đó có khu vực vùng biển của đảo Hoàng Sa, từ nay đến ngày 1 tháng 7, phổ biến có gió ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, thời tiết phổ biến tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Từ ngày 3 tháng 7, mưa rào và dông sẽ bắt đầu diễn ra rải rác tại khu vực vùng biển này, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 5 đến 10 km trong mưa. Ở khu vực vùng biển giữa Biển Đông, từ nay đến ngày 2 tháng 7, phổ biến có gió ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét, thời tiết phổ biến tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động bà con ngư dân. Từ ngày 3 tháng 7, mưa rào và dông sẽ diễn ra tại khu vực vùng biển này, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 5 đến 10 km trong mưa. Ở khu vực vùng biển phía Nam Biển Đông, trong đó có khu vực vùng biển của đảo Trường Sa, từ nay đến ngày 1 tháng 7, phổ biến có gió đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét. Mưa có thể diễn ra ở diện rải rác, khiến tầm nhìn xa trên 10 km và giảm xuống từ 5 đến 10 km trong mưa.